hoặc em giận hơn anh chăng? Hiểu rồi đây, phía nay em về trăng gầy sỏi bóng, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tà tơ. Đừng buồn tâm tư héo mòn, nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng chính nhân. Nếu em biết rằng có những người đi đâu tránh chưa về, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt anh nữa, thương em trọn đời đau đớn. Anh có về khi tan chính.
dẫu